một bộ bàn ghế mà nó nổi bật, nó đẹp, nó độc đáo mà khách đến nhà đấy, phải trầm trồ đấy, phải tò mò xem bộ ghế này nó là bằng cái chất liệu gỗ gì mà nó lại nhìn nó sang trọng và nó đẹp như vậy thì hãy dạ vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám kính chào các bác nhé. Thì hiện tại là bên cơ sở nhà em mà có lên xong hai bộ bàn ghế bằng chất liệu gỗ rổi chun đấy, thì hôm nay em có quay video clip và báo giá chi tiết cho các bác về hai bộ ghế này nhé. Dạ vâng, đây chính là hai bộ ghế muốn giới thiệu với các bác trong buổi sáng ngày hôm nay nhé. Đây là hai bộ bàn ghế bằng chất liệu gỗ rổi các bác ạ. Đây, chất liệu gỗ rổi và điểm đặc biệt nó là được chọn vân chun đó, các bác có thể chiêm ngưỡng trên màn hình đây, toàn bộ phần gỗ là được chọn vân đây, vân này gọi là vân chun này, rất là đẹp luôn. Màu sắc này là vân gỗ hoàn toàn tự nhiên các bác nhé, 100% là gỗ tự nhiên chọn vân chun đấy, các bác chiêm ngưỡng đây. Nhà em đang có hai bộ, là một bộ là cột 12, bộ này là bộ cột 12 này đó, phía bên trong kia là cột 14. Cột 14 thì dáng ghế nó sẽ cao to hơn, dáng ghế nó sẽ cao to hơn, các bác xem và chiêm ngưỡng nhé. Toàn bộ phần tay cột này, mặt ván này rất là chun luôn đấy. Hàng nhà em thì còn đang nguyên mộc đấy, hàng còn đang nguyên mộc đây, phía bên trong này là bộ cột 14 này, vân gỗ rất đẹp các bác ơi. Hàng còn đang nguyên mộc, toàn bộ phần ván là mặt liền một tấm, trương ghế đục đào rất sắc nét luôn đây, đục kênh bong này, đục tay rất sắc nét luôn. Và các bác có thể đi mua hàng nhìn kỹ cho em cái phần dáng ghế này, rồi cái cột ghế này nó cong nó rất là dẻo luôn các bác nhá, cong rất là dẻo luôn. Bộ này cột 14 này đấy, mặt ván này các bác này, mặt ván rất là đẹp luôn đây. Đây là hai ghế 12 này đó, đây là phần bàn đó, phần bàn của bộ 12 vân cũng rất đẹp đấy. Phía bên này là bộ ghế chiếc ghế đoản nhỏ này và một chiếc ghế 14 đấy, phía bên trong này là chiếc đoản của bộ 14, đoản của bộ 14 nhìn thì nó cực kỳ là lung linh luôn đấy. Các bác nào mà đang muốn mua cho một gia đình phòng khách nhà mình một bộ bàn ghế mà nó nổi bật, nó đẹp, nó độc đáo mà khách đến nhà đấy, phải trầm trồ đấy, phải tò mò xem bộ ghế này nó là bằng cái chất liệu gỗ gì mà nó lại nhìn nó sang trọng và nó đẹp như vậy, thì hãy tham khảo hai bộ ghế này của em nhà em nhá. Đây các bác chiêm ngưỡng, toàn bộ là chất liệu gỗ rổi vàng và chọn vân chun đây. Em quay tổng thể cho bác xem hai bộ ghế này đấy, và mức giá của cái bộ ghế rổi chun này đấy, em sẽ công khai cho bác là nó sẽ dao động bộ 12 này nó giá từ 36 đến 45 triệu đó, thì tùy theo độ chun và độ đồng đều của gỗ các bác nhé. Đấy, còn bộ 14 phía bên trong này thì giá nó sẽ dao động vào khoảng 50 đến 65 triệu đó, thì các bác nào quan tâm là yêu mến là sẽ liên hệ bên cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Nhà em sẽ tư vấn và báo giá cho các bác một bộ bàn ghế gỗ rổi nó đẹp và giá thành nó sẽ hợp lý, phù hợp với túi tiền của bác đấy. Rất là đẹp luôn, nhìn rất là nổi, rất là sang luôn các bác ơi. Khi kê vào nhà thì cái màu gỗ rổi này nhìn nó rất là sáng nhà, rất là sáng nhà, cực kỳ là sáng, nhìn nó sang và độc luôn đấy, rất là độc luôn các bác ơi, rất là độc luôn, nhìn rất là đẹp luôn. Ok nhé, mọi người nào có nhu cầu thì có thể liên hệ bên cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Xưởng có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ đây. Số điện thoại là 0987 5108.